trong cái chương trình gần cuối năm của Hữu, cái dàn hát karaoke, những cái loa di động, loa cột giảm giá rất là mạnh cho các bạn anh chị sở hữu trong dịp cuối năm này. Thì trước mắt các bạn anh chị là một cái dàn hát karaoke. Chào mừng các bạn anh chị đã trở lại với kênh của Truyền Hữu Audio. Ngày hôm nay thì Hữu sẽ làm một cái video để mà giới thiệu các bạn một cái dàn hát karaoke. Đây là tháng 12 rồi. Trong cái chương trình gần cuối năm của Hữu thì Hữu sẽ có những cái video liên tục những cái dàn hát karaoke, những cái loa di động, loa cột giảm giá rất là mạnh cho các bạn anh chị sở hữu trong dịp cuối năm này. Thì trước mắt các bạn anh chị là một cái dàn hát karaoke với cấu hình là một cặp loa đứng Baramax FX 2500, công suất là 180W ha. Sử dụng là 2 bass. Ở đây Hữu sẽ bóc cho anh em xem luôn, sử dụng 2 bass 25 nha. Đó, anh em xem nè. Loa này nó rất thích hợp để các bạn anh chị sao sử dụng để nghe nhạc cũng như là hát karaoke luôn, chứ không phải là thiên nghe nhạc không. Đặc biệt là cô chú anh chị mà thích cái dòng classic cổ điển, loa đứng như thế này, nó không phải là những cái loa full range như phía sau, mà đây là cái dòng loa trụ đứng. Đó, các bạn có thể để trực tiếp trên sàn để nó cộng hưởng cái âm trầm rất là hay ha. Có thể đây một trang bị nè. Đó, hai loa bass 25, đó một chép và một trung. Các bạn có thể sử dụng bóc ra bên ngoài nếu các bạn thích cái phong cách classic. Còn nếu các bạn muốn nó hiện đại thì có thể sử dụng cái mặt e căng này để các bạn gắn lại như thế này ha. Và đây là loa Baramax chính hãng của Việt Nam. Các bạn thấy là cái màu này màu gỗ rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Thì để mà đánh cho cái cặp loa này thì Hữu có sử dụng một cái cục đẩy CA20 30 sò 2 kênh đây. Thì xài dư sức cho cái cặp này rồi. Với cục đẩy này các bạn có thể chơi tới loa khoảng 350W vẫn được ha. Rồi tiếp theo Hữu sử dụng một cái vang cơ lai số VK3000. Ở đây nó có rất là một cái điều rất là hay là trên này nó sẽ có reverb và chống hú cho các bạn luôn. Đó, màn hình hiển thị giống y chang nó vang số. Thì nhiều người họ nói là vang cơ lai số là vậy đó các bạn. Nhưng mà đây ha, nó sẽ có chỗ tinh chỉnh rất dễ repeat, echo, reverb. Và chỉnh cho mic cũng như là chỉnh cho nhạc được luôn ha. Rồi ba cái nút tổng rất đơn giản thôi. Và tiếp theo Hữu sử dụng một cái bộ micro không dây chính hãng của Kiwi A6 Pro. Thì ưu điểm của cái dòng mic này á là chúng ta có thể sử dụng, các bạn thấy là chúng ta tháo lắp pin nó rất là dễ, ở đây nó sẽ dính liền một khối như vậy ha mọi người ha. Đó. Và đặc biệt mic cầm đầm tay nè, cái quan trọng là cái chất âm của A6 Pro này nó chắc nhưng mà cái tiếng nó bay. À, nó không bị tù quá. Ở A6 Pro thì có một cái mic em của nó nên là A3 Plus thì cái tiếng nó dày hơn. Tổng thể cái dàn này luôn các bạn. Các bạn sử dụng cái dàn này thì không cần phải sử dụng thêm sub đâu. Thì tổng thể cái dàn này là giá chính xác của nó là 19.680.000. Nhưng các bạn mua trực tiếp trong cái dịp này Hữu sẽ giảm trực tiếp xuống cho các bạn còn khoảng 17 triệu ha, 17.680.000. Nếu các bạn chỉ quan tâm một cái này rất là hay ở đây. Ở nhà mình các bạn không có cái màn hình để mà chúng ta hát thì có thể sắm thêm một cái màn hình di động này, màn hình cảm ứng Tomco. Nó sẽ phơm ngang và phơm dọc luôn nha. Các bạn có thể chỉnh nó thành phơm ngang và phơm dọc. 21.5 inch ha, 21.5 inch. Sử dụng pin tích hợp bên dưới và chúng ta có thể sử dụng thời lượng tầm 4 tới 6 tiếng. Màn hình cảm ứng này nó sẽ kết nối Bluetooth với cái dàn này luôn nha. Thì màn hình này các bạn mua lẻ nó là 8 triệu nha. Đó, thì tổng thể cái dàn này không thì Hữu nói rồi, 17.680.000 là chưa có cái màn hình này đâu nha. Cái màn hình này các bạn phải mua rồi nè. Đó, thì tổng thể cái dàn này để các bạn chơi rất là tuyệt vời luôn. Các bạn đến trực tiếp shop thì Hữu có thể fit một xíu cà phê nữa cho các bạn, nhưng mà Hữu đã fit giá khá là sâu rồi. Và những cái dây nè, những cái dây loa và dây canon kết nối là Hữu sẽ khuyến mãi cho các bạn anh chị mình luôn ha, sẽ tặng kèm cho các bạn anh chị mình luôn. Thì các bạn cùng nhìn ngắm lại cả tổng thể nguyên dàn hát karaoke để nghe nhạc nha, để hát karaoke Baramax FX 2500 kết hợp với lại VK3000 Vanker lai số, mic không dây và cục đẩy như thế này nha. Và anh em đừng quên là Hữu sẽ liên tục ra những cái video về những dàn karaoke này thời gian sắp tới. Thì bây giờ Hữu sẽ test nhạc cũng như là hát cho các bạn nghe thử âm thanh của dàn này. Ok, mời mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mọi người cũng đã vừa nghe xong cái chất âm của dàn karaoke gia đình loa đứng Paramax FX 2500 nha. Đó, thì tổng thể cái dàn này như Hữu đã báo giá rồi, Hữu fit cực kỳ mạnh trong cái dịp tháng 12 này luôn ha. Cảm ơn các bạn chị rất nhiều. Các bạn quan tâm về màn hình cảm ứng di động ở đây ha, cũng như là tổng thể cái dàn này thì hãy đến trực tiếp địa chỉ 8A Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm sản phẩm nha. Và cần tư vấn thêm, các bạn có thể liên hệ hotline 0383457777 và địa chỉ quen thuộc là số 8A đường Linh Trung, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn chị rất nhiều, nhớ đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.